channel của Video Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một con âm ly giá rẻ, tiết kiệm 50% chi phí, gia tăng 50% lợi ích. Có phải anh em đang tìm cho mình một chiếc âm ly giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ các chức năng để điều chỉnh, có thể kết nối Bluetooth để thuận tiện trong việc điều khiển từ xa? Và bên cạnh đó, chiếc âm ly có thể xử lý tiếng vang hoàn hảo, chống hú rít và lọc bỏ tất cả các tạp âm. Anh em đừng lo, con âm ly Harmony AH-A350 này thỏa 3 tiêu chí giá rẻ, chất lượng, hiệu quả, là dòng âm ly digital được tích hợp cả van số và cục đẩy công suất. Do đó, người dùng có thể điều chỉnh âm thanh chi tiết với hai tổ hợp effect được tích hợp delay và reverb, hơn hẳn các dòng âm ly truyền thống và tiết kiệm chi phí tối đa. Điều chỉnh đa dạng, người dùng có thể kết nối âm ly với máy tính của mình để điều khiển cũng như setup nhiều chương trình khác nhau. Công suất mạnh mẽ mang đến chất lượng âm thanh sống động, chân thực và to rõ, lan tỏa cả không gian nhà bạn, là dòng âm ly digital nâng cấp thiết của nó khá hiện đại và đơn giản, với các nút điều chỉnh cho mic và music cùng với các nút cân chỉnh exciter, equalizer, đặc biệt là có nút chỉnh Bluetooth. Có một màn hình LED hiển thị thông tin điều chỉnh giúp anh em điều chỉnh dễ dàng hơn, với một ngõ cắm kết nối với USB thuận tiện hơn bao giờ hết. Mặt sau của chiếc âm ly bao gồm nhiều cổng kết nối và một quạt tản nhiệt. Kiểu dáng hiện đại, tông màu không quá cầu kỳ, có thể giúp anh em tăng tính hiện đại cho không gian nhà mình đó. Giá của em này là 7.450.000 đồng, được bảo hành 12 tháng. Khi mua con âm ly này, anh em sẽ được nhận combo hấp dẫn từ Videa, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, cảm năng âm thanh Videa trị giá 300.000 đồng, dây AV xịn trị giá 200.000 đồng, giao hàng miễn phí tận nơi cho anh em, hỗ trợ mua trả gốc, hồ sơ cực kỳ nhanh, đổi trả trong vòng 7 ngày nếu thiết bị có xảy ra lỗi. Cần chần chờ gì nữa mà không đến nghe em này về. Chỉ còn lại mua phần quà hấp dẫn dành cho anh em nào đặt mua sớm nhất. Hãy để lại comment bên dưới hoặc gọi ngay đến số hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ thêm. Để ủng hộ mình, anh em đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Vida đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.